Ok anh em, hôm nay mình sẽ nói qua một chút về WiFox. Thực ra con này làm support cho nên là không có gì quá nhiều để nói. Nhưng mà đầu tiên để mở đầu, mình sẽ nói qua một chút về cái datamine này. Vẫn là của ông Pin chó đẻ nha, ông Pin chó đây này. Nó ông ấy lại ra cái datamine mới. Thì cái này là cái sự kiện crafting event của tháng này. Thì tháng trước anh em biết rồi, đó là cái có cái sự kiện làm lấy kem cho Silk đúng không? Thì lần này mình sẽ có lấy mấy cái quả cầu hòn bi của Luna Snow này. Thì Luna Snow lần này sẽ có bi và chúng ta sẽ thu thập các cái bi màu xanh, đỏ, vàng của Luna Snow. Sau đó sẽ đổi đồ. Đó, thì tương tự đây ngày trước mình có kem ở đây. Thì bây giờ mình có bi ở các loại này. Thì từ bi này đổi sang một bi xe trời, bi đỏ, bi cam sang bi xe trời gì đấy. Và các cái quà thì nó sẽ có đầu tiên là 10 cái cục này chắc mấy kiểu Tier 2 Materials như trước thôi. Cái này thì là sẽ là Tier 3 Materials rồi Tier 2 Materials cũng giống được trước đúng không? Các cái nguyên liệu Tier 2, Tier 3 mình nói tiếng Anh sợ nó không có dễ hiểu. Rồi, bên cạnh đấy mình có một cái CTP random rất là ngon luôn. Đó, thì tương tự như tháng trước mình cũng có một cái CTP random và lần này mình có thêm một cái nữa, đó là một cái premium code. Thì cái này không biết là selector hay là random nhưng mà đấy thì khả năng cao là sự kiện này anh em sẽ có mỗi người một ít nhất là một cái CTP, một cái premium code rất là ngon luôn đúng không? Đó thì mình cũng chưa đọc một cái này đây, các cái tên của các cái quả quả bi của Luna Snow này hay là bi của White Fox này, Radiant, Yuwu, Gusil, Mysterious, Yuwu, Gusil này gì thì đéo biết. Rồi không biết Chopper Rose Anoikas. Đấy, đây lại là mấy cái mình vừa nói xong. Đó, và có liên quan gì đấy đến những cái thẻ Mythic Code này thì mọi người vẫn chưa biết là nó dùng làm được gì, nhưng hầu hết mọi người đoán và mình cũng đoán như vậy, đó là những cái Mythic Code này sẽ được dùng để đổi lấy những cái quả bi cho White Fox. Thì như tuần trước mình dùng CCF để đổi thì lần này mình sẽ dùng Mythic Code. Thì chính ra Mythic Code còn khó kiếm hơn cả Urban Boss Legend CCF cơ, cho nên là anh em nên tiết kiệm từ đầu bây giờ luôn. Bây giờ mình sẽ chạy qua một chút cách tiết kiệm để anh em không có bị có sẵn sàng để chơi cái event này nha. Thì đầu tiên nhá, anh em muốn kiếm Mythic Code đúng không? Mình dùng hết sạch rồi, tại vì cả tháng phải không, tháng tháng chắc cả vài tuần nay ngày nào mình cũng kiếm Mythic Code để mình combine cho con này rất là nhiều lần, được 7 7 cấp độ 7 nhưng mà không chưa lần nào được cả physical cả energy attack, rất là khốn nạn. Cho nên mình đã tốn rất là nhiều card đây rồi, và từ giờ đến lúc ra cái sự kiện đấy á, mình sẽ tạm dừng không có combine con này nữa và mình sẽ tiết kiệm cái Mythic Code. Thì Mythic Code cách ngon nhất để kiếm á, mình đã làm clip rồi, anh em nào chưa biết á thì nên quay lại những cái clip cái series về card của mình có hướng dẫn đúng không? Thì anh em sẽ muốn tiết kiệm tất cả những cái feathers và những cái em con crystals ở đây để sau khi mà nó ra cái sự kiện á, anh em có thể nhảy vào đây. Nếu mà cần dùng Mythic Code á thì có thể nhảy vào đây xoay Mythic Card luôn, chứ đừng có mà dùng card bây giờ, kể cả anh em định combine card hay gì, tạm thời dừng lại, đừng có xoay, ok? Đó, thứ hai nữa anh em có thể kiếm thêm feathers từ phía những chỗ trong này. Tất cả những cái này mình đã nói trong clip của mình rồi, anh em nào muốn thì sẽ quay lại kia sau. Ví dụ mình ấn play phát là mình mua một phát được 200 feathers này luôn, thì mình có thể xoay được thêm độ chục lần, 20 lần cái card tiếp đúng không? Đó, còn ngoài ra thì mình có thể chơi Epic Quest này, chơi tất cả những cái nhiệm vụ này. Đó, ngày nào mình cũng chơi luôn, kiếm Feathers với cả ấy. Tiếp theo nữa, cuối cùng là đi World Ultimate phía bên phải này, ba bốn con Sida này để lấy Feathers. Ok, thế thôi, không có gì nhiều đâu. Nhớ là tiết kiệm, nhỡ mà dùng ấy, thì mình còn có sẵn đồ để mà quay. Chứ để mà đến lúc đấy mà không có nó có cơ hội để cho mình free CTP và free card mà không sổ vào cắn lấy á, là đừng có bảo là thằng này chưa nhắc nha. Ok, chính ra CCF còn dễ hơn chứ còn card khó kiếm lắm. Ok, bây giờ vào vấn đề chính, đó là em White Fox đây. White Fox thì vừa mới lên Tier 3, tức là đồng nghĩa với việc là nó sẽ đi được vào World Boss Legend là rất là ok. Nhưng nếu dùng uniform cũ nguyên si này, không có uniform này á, là nó rất rất là khỏe rồi, tại vì là cái Kumio Stance của nó này, nó có cái tăng
cho apply to align with leadership là 60%. Cái leadership cho anh em nào chưa biết đó, thì mình nói lại nha, là cái hình Captain America shield này, cái lá chắn của Captain America này, cái đấy gọi là leadership, chứ không phải là cái leadership ở phía này đâu nha, không phải cái leadership ở đó chỗ đây, không phải cái leadership ở chỗ cái chỗ này đâu nha, chỗ bên dưới đây đâu nha, mà là cái trên này ấy, nó hình cái lá chắn đó, đó thì nó cộng cho tất cả những nhân vật đấy là 60%, rất là cao luôn. Nhưng nếu mà có cái uniform mới nhất này ấy, mà uniform này bằng tiền thật nha, cho nên là rất là thốn, 20 đô là tính ra Việt Nam là cũng khoảng 400.000 rồi. Thì nó cho tất cả Hero Allies này, tất cả các đồng minh là Xuyên Hồng này, là tăng attack là 15% này, chiến damage 10% và extra dodge 30%, cực kỳ ngon luôn. Và cái Kumio Stance này thì nó không còn là cho Allies với Leadership, mình tưởng cho tất cả Allies ấy nhỉ. Mình nhớ cho tất cả Allies ấy là 65%, rất là nhiều luôn. Nhưng mà kể cả mà không có cái uniform đấy á, White Fox vẫn là một con rất là đáng nâng lên. Và mình khuyên là anh em rất là nên nâng con lên luôn. Thì clip này mình sẽ cho anh em xem là tại sao nó lại ok như thế, đúng không? Đầu tiên mình đang nói, không biết nãy giờ mình nói giọng có bị Sida không nữa. Ok, đầu tiên mình nói này, nó đi được World Boss Legend, đúng không? Và nó đi được thứ nhất cho anh em được từ cửa 1 đến cửa 9 này, đúng không? Từ cửa 10 đến 14 thì là nó yêu cầu nam thì không được rồi. Nhưng đến 15 đến 19 lại dùng nó tiếp, tại vì nó là con người thì có thể dùng team như này, đúng không? Hoặc là dùng team Luna Snow như này, rất tuyệt vời luôn. Đến 20 thì lại không dùng được, nhưng mà đến 25, 26, 29 lại có female, lại dùng được tiếp. Tức là chính ra là dùng được khá nhiều luôn. Mình không biết là trên cao thì có gì nữa không, nhưng mà hiện tại từ anh em nằm ở dưới cửa 29 ý, là xác định là dùng được White Fox rồi. Con này có cả Agility này, tức là một số cửa trên cao nữa có thể dùng được đi cùng với cả Shang-Chi. Hay là thằng này có Agility không? Không khó, nhưng dùng được với Shang-Chi là cũng rất ok rồi. Đó, thế còn bên này thì có ai? Bên này thì đi được từ 1 đến 9 này, từ 10 đến 14 này là con ngữ siêu nhân này. Và từ trên cao mình chưa được mở lên cho mình không biết. Đó, nói chung là dùng rất là nhiều. Và con này là một con support tăng nhiều nhất luôn, tại vì 60% là cực kỳ nhiều luôn. Anh em nào mà biết thì nhìn những con như kiểu Valkyrie and Mystic chẳng hạn, nó chỉ tăng cho là có 45% thôi. Hay là Valkyrie xem nào, Valkyrie nó cho là 50%. Đó, nhưng có thể ignore dodge thì cũng khá là ngon. Thì con Valkyrie này chính ra là ngang ngửa. Nhưng mà con này mà kiểu anh em nào mà có uniform nó vào ấy, hay là như cái lifestyle mode này cũng có 5% ở đây này. Đây, tăng 10% đây này, cũng rất là ngon luôn nha. Thì mình không khuyên mua cái này, nhưng mà nếu anh em nào có thừa crystals và thừa tiền á, có thể xem xét cái việc đấy. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào trong cái phần này cho anh em xem là cái sự khác biệt khi mà mình dùng White Fox và mình không dùng White Fox. Mình sẽ đi cửa 15 cho nó dễ chơi một chút, đúng không? Và mình sẽ dùng Sharon đi. Đầu tiên mình sẽ dùng một con lead bình thường. Tôi dùng thằng này nhá, thằng này là có 45% allocate phần, để xem một phần uniform option. Thứ hai nữa là White Fox không cần mua uniform, không cần gì hết. Ví dụ như Valkyrie là mất tiền thật, để mất một là phải mua bằng 2.500 crystals này, hai là nhặt từ trong ấy ra xong dùng thích hết các kiểu để mua. À không, thường sau White Fox cũng cần mua nhỉ. Được, thôi không sao cái đấy. Nhưng mà không cần mua uniform, Valkyrie phải mua uniform, Taskmaster phải mua uniform, mặc dù nó free nhưng cũng phải mua uniform. Hay là Mystic mình mất tiền thật để mua, đấy, mất tiền crystal để mua. Thì chính ra White Fox rất là ok ở khoản đấy nữa. Thằng này tăng 40% thôi. Đây thì là đây thằng cơ bản nhất cho anh em nữa, mình sẽ dùng thằng này để mà so sánh, đúng không? Và mình sẽ dùng team vừa như này, tại vì thực ra Sharon Dick cần cái đồ Striker với bản này làm gì cả. Để cắt clip chắc mình đi độ nửa face, nửa cột đấy, nửa chất đầu, xong rồi mình sẽ sau, xong rồi sang trận tiếp. Rút phát nhẹ nhàng, 10 cột máu luôn. Cái uniform mới này mình vẫn thấy chơi rất khá là ok, nhưng mà đi cửa trên cao thì hơi thốn, tại vì nó phải đứng face tank đối phương nhiều quá, nó không có trụ được nhiệt. Nhưng không sao, cái này chơi dễ hơn, cảm giác chơi dễ hơn một chút, tại vì
mình không phải lo nhiều về accommodation bằng cái uniform cũ kia. Nó rất nhẹ nhàng, rút được. À, bây giờ mình sẽ pause xong rồi mình xuống độ 12 cột cuối, mình cho anh em xem cho đỡ bị dài quá. Ok, đánh nhẹ nhàng 1 phút hơn, à, gần 2 phút xuống đến đây rồi. Thì mình sẽ so sánh thời gian của con này và khi mà dùng Wavebox thì nó sẽ như nào, thế thôi. Đơn giản ý mà. Mình đang có chơi Pokemon Unite. Không biết là anh em là có chơi không nhỉ? Tại vì nếu mà chơi á, thì có khi kiểu livestream xong rồi mấy đứa lập team vào đánh cũng vui. Mình thì mới chơi là mình chưa chơi cái kiểu game MOBA bao giờ. Ngày xưa chơi LOL với thằng bạn, đi vào net chơi xong rồi cầm con cá sấu tên là gì quên mẹ rồi, bị nó hành như chó ấy. Rồi rút một quá phê. Mình thấy một số người đoạn này có thể dùng 3, 5, 4, 5, 6 này là cũng không bị ấy đâu. Tại vì 4 nó sẽ có invincibility cũng rất là ok. 5 như này, 4, 6, đó, rất là ok đúng không? Nó thì là 2 phút 17, 2 phút 17 hết nha. Bây giờ mình sẽ nhảy qua dùng Wavefox. Cái kiểu này là mình kiểu so sánh support nó phải kiểu so kiểu này. Chứ một số người mình thấy nhìn một số con kiểu rõ ràng nó là support đó, mà vẫn cầm vào. À, có thêm cái này thì phải lưu ý nha, nó thêm 5% energy attack với cả 5% ignore iframe, ignore defense ở đấy luôn. Một số người mang những con support này vào trong đánh World Boss Legend với World Boss Ultimate là mẹ gì. Tại vì nhìn nên biết là ai cũng mang con này mua, nâng con đấy lên với giá trị support rồi mất công đi World Boss Legend với World Boss Ultimate làm cái mẹ gì đúng không? Xin lỗi để nhìn phát thấy khác biệt rồi. Thấy phát khác biệt rồi. Wavefox mà lắp thêm cái inside nữa thì thôi. Ui, xin lỗi nhá. Cái này thì khác hẳn luôn á, kiểu anh em nhìn thấy không? Từ 40% hay 45% mà lên 60% nó khủng khiếp như vậy đó. Nhìn nó rút này, không khỏe lắm. Đợi chút. Cái chiêu số 4 của con này mới ấy, nó cũng di chuyển một tí tẹo. Thì khi mà anh em dùng beat down á, thường á, trước là mình chỉ cần charge beat down, còn thường một tí tẹo tẹo như này chẳng hạn, xuống 3, 5 như này. Thì khi mà nó dùng 4 á, cái 4 nó sẽ di chuyển lên trên một chút. Thế là nó nó sẽ đấy, thấy không, mình nó không có kích hoạt cái beat down của mình luôn, mà nó khi nó vừa đi lên vừa lao cái giáo á, nó vừa, nhưng mà đoạn này mình không có không có chiêu số tier 3 để mà cắn nó khá sida. Nhưng mà đấy, lúc đấy là 2 phút 17 giây, phát này là còn 3 phút rưỡi. Khác biệt chưa? Đó, đấy là cái lý do mà tại sao anh em nên mua Wavefox đúng không? Mất 750 crystal, công nhận là mất tiền thật, có mất một ít tiền. Đây là cách để mình kiếm này, mình nói qua cho anh em là không biết này. 750 crystal để mua một cái cục này đúng không? Start cái này lấy tổng cộng là 160 cái bio cho nó. À đâu, 160 và 280 bao nhiêu? Là 3440 à? 440. Xong rồi sau đó mình em dùng thêm một số ticket nữa, nâng dùng 2, 3, 4, 5 sao ticket này, xong dùng một cái mega tier 2 hoặc là không cũng được, mình không nghĩ là cần nhiều gì đâu. Đó là đủ nâng lên tier 2 rồi, rất là đơn giản, nó không có gì khó cả. Rồi tier 3 lên, rất là ngon. Ví dụ một số con support khác nhá. Thằng này mất uniform này, là mất thêm 1000 crystal này. Con này không bao giờ bằng được luôn, tại vì nó chỉ có 35% thôi. Và nó cũng không có mất, cũng phải mua uniform mà chia chui lên. Mystic thì mất 2500 crystals ngay từ đầu luôn đúng không? Con này là một là mất tiền thật, hai là mất 2500 xong rồi phải mua uniform. Đấy, nói chung mình nói qua một số con đều rất là đắt, rất là đắt. Thằng này phải mua uniform đúng không? Con này phải mua uniform, con này vừa đắt vừa phải mua uniform.
để cho nhìn thấy cái con này nó vừa rẻ vừa ngon, nó không phải đến mức rẻ thối rẻ nát như những con khác, nhưng nó vẫn là thuộc dạng rẻ và không phải mua uniform đã dùng được rồi. Còn nếu mà mua uniform mất tiền thật thì rất đắt, nhưng nó lại càng ngon nữa. Và mình nghĩ là đối với một số người mà có tiền thì cái giá đấy là cũng khá là ổn, và trong khi mà chơi game để mà giải trí đấy với những con như này thì ai thừa tiền thì cứ chơi thôi. Đó thì mình đã cover cái con thứ gần cuối cùng của cái update này rồi, chỉ còn mỗi Crescent là mình chưa có thôi, nhưng mà đấy là mình chưa có đủ đồ để nâng nó lên. Ok, anh em thấy thế nào về White Box có thể comment cho mình biết, rất đáng mua. Anh em nào đã nâng chưa hay là muốn nâng thì có thể bảo mình xem mình để mình biết. Ok, thank you anh em, bye bye.